Mọi người có em đến chim sủa không? Chào buổi sáng, bây giờ là khoảng 6 giờ sáng. Wow, cái mặt của mình đúng sưng luôn á. Hôm nay Phương nói lộn nha, chim hót chứ không phải chim sủa nha. Chỉ có chim nhà Phương mới sủa thôi, còn chim ở hai nhà hàng xóm là nó hót mọi người. Hiện tại thì An Phương đang get ready cho một ngày khá là dài của mình. Ngày hôm nay thì An Phương có một cái lịch đi khám sức khỏe và mình sẽ dẫn các bạn theo cùng với lại An Phương luôn. Khá là hồi hộp nha, bởi vì đây là lần đầu tiên mà An Phương đi khám sức khỏe tổng quát á. An Phương 27-28 tuổi rồi nhưng mà kiểu chưa bao giờ mình thật sự là khám một cái lần gọi là từ trong ra ngoài, từ dưới lên trên chuyện xảy ra với cơ thể của mình, cho nên là khá hồi hộp đó nha. Không biết là qua cái camera này các bạn có thấy được da của An Phương đang có một cái sự bóng lên nhẹ không? Tối hôm qua mọi người, An Phương lần đầu tiên sử dụng cái mặt nạ ngủ này của Valmin. Trời đất ơi, cái mặt nạ ngủ gì mà nó mắc. Đây là Valmin Prime Renewing Pack. Đây là một cái sản phẩm không hẳn là mặt nạ ngủ đâu, nhưng mà nó là một cái sản phẩm dưỡng hết, cho nên em phải đắp lắp dày thì là mặt nạ ngủ luôn. Và trời ơi, đắt sắc ra miếng, rất là ok nha. Mới dùng có một ngày thôi mà đã cảm thấy là da của mình nó căng và nó đúng kiểu bóng luôn á. Tối hôm qua khi mà phải đắp cái mặt nạ này thì em Phương kiểu hơi có một sự lăn tăn nhẹ, bởi vì nó hơi bừng bừng cái mặt của mình á. Nhưng mà hồi sau thì mặt lại dịu lại, cái xong rồi nó mát, cái xong rồi đến khi em Phương ngủ và sáng tỉnh dậy thì tất cả thẩm thấu hết vào mặt của mình luôn, nó không có một chút nhờn, không có chút hết. Và Phương cảm thấy cái sản phẩm này á, nó còn kiểu không có để lại nhờn nhiều như là cái kem dưỡng mình đang dùng buổi đêm ngủ. Ở bên trong thì nó thế này nha, em Phương thấy kết cấu khá là đặc và em Phương rất là hồi hộp chờ tới tối nay để lại tiếp tục dùng cái sản phẩm này. Em không có cái hũ này tại spa mà em Phương thường hay đi, đó là Rose de Mai. Nó nằm ở trên phần hộp phạt đó mọi người. Cái hũ này khoảng rất đồ 6 triệu nha, mắc thiệt nhưng mà em Phương thấy nó rất là đáng, các bạn nên thử đi. Cái mùi của sản phẩm này nó hơi kiểu old school chút xíu á, nó khiến em Phương nhớ tới skincare của mẹ mình, nhưng mà em Phương phải wow trước cái sự ok của da mình ngày hôm nay. Hiện tại thì em Phương đang không có thoa gì lên á, không có lotion, không có toner, không có gì hết. Đây là giá mỏng quá mọi người. À, ở spa đó bên cạnh sản phẩm của Bao mình thì họ còn bán mấy cái món của Biologic nữa. Mấy cái mặt nạ mà em Phương dùng Biologic quá xuất sắc nha, serum của Biologic kiểu wow. Cho nên là các bạn thích thì một ngày đẹp trời em Phương sẽ ngồi xuống và review những cái sản phẩm skincare kiểu mắc mắc nha. Anh Phương đã dùng cho hết lọ serum này của Estée Lauder. Đây là Perfectionist Pro. Nó có khả năng là kiểu làm sáng da, dùng cũng rất là ok. Các bạn có nghe mẹ của em Phương đang chặt thịt buổi sáng. Buổi sáng ngày Phương là ăn chín. Những cái món gì mà chín nhất rồi có thể nghĩ thì đó là buổi sáng ngày Phương ăn. Gần nhà Phương có cái trường học nữa. Buổi sáng thì sẽ nghe tiếng trống trường đó mọi người. Wow, thế giới âm thanh diệu kỳ xung quanh nhà Phương. Vừa dùng hết các loại kem dưỡng buổi sáng của mình chơi từ hôm qua đến giờ thì An Phương có thử Pond's Age Miracle Whip. Đây là dòng kem dưỡng mới của Pond's, có chức năng là trẻ hóa làn da, giúp cho da kiểu căng mướt và trạng thái sống của mọi người. Từ đầu năm đến giờ thì Phương phải công nhận là Pond's có những cái sản phẩm rất là đỉnh nha. Khoảng đầu năm á thì An Phương rất là ấn tượng với cái dòng Insta-Brite, đặc biệt là cái sữa dưỡng á, nó được đựng trong một cái packaging giấy có hình hộp sữa, cái xong rồi sản phẩm có mùi sữa luôn, và cái dòng sữa dưỡng đó kiểu đúng là làm sáng da rất là xịn. Bạn Phương có hô cái sản phẩm đó trong MT haul gần đây nhất của mình. Và cho tới cuối năm khi mà Pond's ra mắt dòng sản phẩm này thì An Phương kiểu rất là wow, bởi vì chờ mọi người ơi, kết cấu của sản phẩm này siêu siêu đỉnh nha. Kết cấu kem kiểu xốp nó rất là mỏng nhẹ và nó tan ở trên da. Sau khi thẩm thấu thì da của An Phương không có hề bị nhờn dính gì hết. Cảm giác nó rất là căng, kiểu mẩy mẩy thích lắm kìa. Bản thân An Phương thấy mình là một con người khá là khó tính khi mà lựa chọn kết cấu sản phẩm, bởi vì An Phương dùng qua quá là nhiều món rồi. Và vì An Phương kiểu ngựa bài đó, An Phương thích cái món mình dùng nó phải vừa xịn về mặt chức năng mà cũng phải vừa xịn về mặt kết cấu nữa. Thì thật sự cái sản phẩm này nó khiến mình rất là wow. Kiểu những ngày cuối năm bận rộn không có nhiều thời gian để mà thoa kiểu 5-7 lớp skincare cấp, thì thật sự một cái sản phẩm với cái khả năng mà thẩm thấu nhanh mà nó xịn mượt mà như thế này thì thật sự nó khiến cho mình tiết kiệm rất là nhiều thời gian. Kem dưỡng này có chứa HA, đó là hyaluronic acid, thì có khả năng cấp ẩm chắc là nhiều bạn biết rồi đúng không? Xong rồi nó còn có cả prebiotic với cả là retinol C, có khả năng là làm nếp nhăn, xong rồi niacinamide và tinh chất sữa giúp cho da kiểu tươi trẻ và căng mịn nữa. Đây cũng là toàn bộ những cái nhu cầu dưỡng da hiện tại của mình. Cảm giác sau khi thoa kem dưỡng rất là mềm mướt và tươi tắn. Thật sự thì rất là tò mò không biết là sau 7 ngày làn da của mình sẽ có những thay đổi thế nào. Bởi vì theo như em Phương được biết, đối với những người dùng đã sử dụng sản phẩm Pond's này thì họ report là họ feedback lại là da của họ thay đổi theo từng ngày luôn, kiểu giảm thâm, đổ chân lông nhỏ lại, kiểu nhăn nó phai đi mọi người, cho nên kêu Phương kiểu
chắc chắn là mình sẽ kiên trì dùng cái sản phẩm này và sẽ report cho các bạn trong một video sắp nhé. In another state, state without this big old weight on top my back and stay for a while. I wanna drive fast on top the 105 pass these mountains with my friends, singing songs and leave this old life behind. Bây giờ tụi mình sẽ qua khu E để mà chụp X-quang. Seconds later. Em Phương vừa mới chụp X-quang là mọi thứ diễn ra quá nhanh mà em Phương kiểu vlog lại không kịp luôn á mọi người. Hình như cái máy là xong thì em sẽ thay đồ và quay lại khu C và khám những cái còn lại. Em Phương đang ở khu E. Hello Nam, em đây làm gì đấy? Anh nhìn đây để đưa Phương đi khám. Xong quần sáng từ từ đi nha, ông vậy có nổi đâu. Thì bây giờ anh đến. Ôi ôi, cái gì nói được luôn ấy. Quan trọng là hiện tại, quan trọng là không. Đây nè mọi người, đây là những gì mà em Phương sẽ phải làm ngày hôm nay. Nãy giờ thì em Phương hơi ngại nói trong bệnh viện á, cho nên là chỉ cho mọi người xem cảnh thôi. Thì em Phương đã lấy máu xong là ở đây. Xong rồi em Phương đã chụp X-quang xong. Bây giờ thì em Phương sẽ đi siêu âm nè, xong rồi sẽ kiểm tra những cái món còn lại ở đây. Em Phương có thấy á, ở góc cuối này có một cái mẫu lấy phân nè. Em Phương tưởng là cái lấy nước tiểu thôi, nhưng mà có phần lấy phân nữa thì cũng không chắc là mình có thể bị được ngày hôm nay. Moments later. Ý? Xong rồi mọi người ơi, bây giờ mới có khoảng 9 giờ thôi và An Phương đã xong hết tất cả mọi thứ. Bây giờ thì An Phương sẽ gọi anh Nam để hỏi anh Nam đang ở đâu. Thì An Phương đã lấy túi nè, xong rồi ngồi ăn chút xíu, xong rồi mình sẽ đi làm. Em xong rồi nè. Rồi ok ok. Đây là chỗ mà An Phương sang sáng. Oh my god. The belly. Sao vậy anh yên bình quá vậy? Anh nói gì vậy? Ở phiên mấy cái thì sau khi khám xong họ cho An Phương một cái phiên ăn sáng. Để An Phương đi xem thử là mình có gì từ cái xét mụn này nha. Ăn sáng thôi. Hôm nay em có bánh mì ốp la với cái ăn sáng của mình thì An Phương được lựa chọn ăn ở gà có bò bánh mì ốp la một cái gì đó nữa. Thế thôi, chọn ăn bánh mì cho anh lành. Thêm một chút xíu nữa. Đã đi khám về rồi đây và bây giờ thì An Phương sẽ đọc cho mọi người coi kết quả khám của An Phương nha. An Phương sẽ đọc theo cái nội dung mà mình đã có cái đợt kiểm tra ngày hôm nay. Đầu tiên á, cân nặng thì bình thường, vậy mới phát hiện ra hình như mình tăng nửa cân. Cô biết nên dư lên bụi mà thôi cũng được. Ăn nhiều nặng lên xong rồi tập dậy nó mới lên được cái dáng nó đẹp đó mọi người. Cái xong rồi kiểm tra thị lực thì rất là bất ngờ nha. Em không ngờ là mình 10 trên 10 thị lực luôn á. Mặc dù lúc nào An Phương cũng kiểu hơi nhéo nhéo lại thế này là do bình thường em Phương nhìn máy tính cũng nhiều á, thì em Phương nghĩ là sau nhiều năm mắt của mình đã mờ đi chút đỉnh rồi, nhưng mà hôm nay hên phết á, hôm nay đo khám em Phương kiểu có thể nhìn rõ được con số thì em Phương kiểu ok good job Phương. Tới cái màn kiểm tra răng miệng thì đây là cái màn mà em Phương gọi là tự tin nhất. Bởi vì sao? Bởi vì em Phương đi khám răng cũng nhiều và hiện tại em Phương đeo cái bộ niềng mới nè mọi người thấy không? Nếu mà các bạn có theo dõi Instagram quay thì chắc là cũng biết được em Phương luôn luôn là yên tâm lui tới cái phòng khám nha khoa Parkway. Cho nên là về việc răng miệng thì bác sĩ kiểu check 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 very good.
Xong rồi tới chụp x-quang để mà xem cái phổi của mình thì ok, tốt, không vấn đề gì cả. Siêu âm tuyến giáp và siêu âm ổ bụng cũng ok la. Đây là lần đầu tiên mà anh Phương siêu âm á, và vào cái phòng siêu âm lại là lạnh. Xong rồi nằm xuống cái xong rồi phải vạch cổ lên, vạch cái phần bụng của mình ra. Xong rồi bác sĩ sẽ thay một cái gel gì đấy. Cái xong rồi sẽ có một cái máy dò hết cả phần ổ bụng của mình với cả là phần tuyến giáp là phần này nè, để xem là mình có cái khả năng bị ung thư này nọ không á. Thì Phương kiểu cảm thấy là lạnh lạnh, xong rồi sợ sợ, nhưng mà hên quá là kết quả ra không có vấn đề gì hết. Tiếp tục là về vấn đề lấy máu, thì đây là kết quả xét nghiệm máu của mình. Hiện tại thì hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu của anh Phương very ok. Bạch cầu á là nó có chức năng kiểu như là có thể giúp cơ thể của mình chống lại những cái nhiễm trùng vết thương. Cái xong rồi hồng cầu á thì có cái khả năng là đưa oxy từ máu lên tới não, thì cái phần này anh Phương cũng tốt luôn. Đó là về mặt huyết học ha. Tới với sinh hóa biochemistry thì đường trong người anh Phương ok. Ví dụ như là glucose cho từ 4.1-4.9 thì anh Phương là 4.8 very ok. Xong rồi những cái chỉ số về thận của mình cũng nằm trong khoảng cho phép. Acid uric cũng trong khoảng cho phép luôn, ví dụ là 154 cho tới 357 là khoảng cho phép. Thì acid uric của anh Phương là 256 thì cũng yên tâm, không có lo bị bệnh gút nè. Xong rồi có một cái điểm mà nó hơi cấn anh Phương nhẹ, chỉ là một cái sự vượt đèn đỏ nhẹ, đó chính là cholesterol. Cơ bản anh Phương là một người tụ tập rất là nhiều và anh Phương ăn uống cũng ok, nhưng mà không quá healthy đâu, nhưng em Phương cũng nghĩ là mình sẽ có nhiều cholesterol. Nhưng mà hiện tại thì chỉ số cholesterol recommended nên là dưới 5.2, thì hiện tại Phương đây là 5.26. Có một cái sự chênh nhẹ ở đây thì em sẽ điều chỉnh lại ăn uống của mình để thay đổi, cái này cũng không có vấn đề gì hết. Bác sĩ cũng kêu Phương là kiểu cứ keep it up thôi, nó cũng chưa phải là bệnh hay là một cái gì đó quá nguy hiểm. Và những cái chỉ số khác của cholesterol, ví dụ như là HDL có nghĩa là high density lipoprotein, thì anh Phương nhớ là như vậy nha. Hồi xưa anh Phương đi học đại học thì anh Phương thích môn sinh nha, bên đội tâm lý học thì anh Phương thích môn sinh học nữa, cho nên là đọc những chỉ số thì kiểu có vẻ quen quen, hình như mình đã từng đọc qua hết rồi. Chỉ số HDL này cao thì tốt thôi, trong khoảng 1.03 tới 1.55 thì anh Phương đang là 1.48 là good. Ngược lại LDL kiểu như là một cái dạng cholesterol xấu vậy đó, thì chỉ số này càng thấp thì càng tốt thôi, thì chỉ số nên là dưới 3.4 đúng không, thì anh Phương đang là 3.25. An Phương mới đọc ở trên mạng và tìm hiểu đúng cái định nghĩa của LDL và HDL gì, bởi vì em thích những thông tin này á, đọc lại cho nhớ đi. HDL có chức năng quan trọng là vận chuyển cholesterol dư thừa từ các mô cơ quan mạch máu về gan để xử lý. Tại gan, các cholesterol sẽ được chuyển hóa và thải ra khỏi cơ thể, do đó đây được gọi là một dạng mỡ tốt. Trong khi đó, nếu như cái loại LDL cholesterol tăng nhiều á, thì sẽ dẫn tới lắng động thành mạch máu, gây nên các mảng xơ vữa, dẫn tắc mạch máu, những bệnh nguy hiểm như là nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Hiện tại hai cái phần chỉ số mình chưa có thể bổ sung được ngay bây giờ, đó chính là phần nước tiểu và phần phân đó mọi người. Nói chung là Phương cần phải đi ị và cần phải đi tè, nhưng hiện tại Phương chưa có lên cơn buồn cho nên chưa có đi được. Thì ở bên Vinmec có cho An Phương một cái hộp để mà đựng cái mẫu phân và một cái hộp nhỏ hơn, một cái ống nhỏ hơn để mà đựng cái mẫu nước tiểu. Thì sau khi Phương hoàn thành nhét những thứ cần phải nhét vào hai cái này thì Phương sẽ quay lại Vinmec và drop cái phần mẫu này để mà họ kiểu nghiên cứu và xử lý, và sau đó sẽ giữ kết quả về nhà của An Phương. Và đó là toàn bộ những gì mà An Phương đã khám ngày hôm nay. An Phương khám tại Vinmec nha, và không có được sponsor gì hết. Cũng có gì được sponsor nhưng mà thôi không sao, nói chung là An Phương chọn Vinmec để mà đến là bởi vì đây là cái địa điểm mà anh Nam thường đến mỗi năm. Ở công ty anh Nam thường cho nhân viên khám ở Vinmec á, và An Phương thấy anh Nam khám rất là nhanh, và cái sự nhanh luôn là điều mà An Phương trông chờ, và An Phương không thích sự xô bồ á. Thì An Phương thấy là ở đây cái điều đó nó không thành vấn đề gì, rất là tốt. Tiền khám của An Phương là 5 triệu, nhưng mà tại cơ quan của An Phương là tại tòa soạn báo nè, thì An Phương có được cho 1.1 triệu. Thì bây giờ An Phương sẽ cầm cái hóa đơn mà An Phương đã khám tại Vinmec nè, xong rồi sẽ gửi cho chị kế toán ở văn phòng An Phương, xong rồi An Phương sẽ được lấy lại 1.1 triệu. Thế là tiền khám của mình ngày hôm nay là khoảng 3.9 triệu. Nói chung là An Phương chưa khám sức khỏe bao giờ hết. Và cái lý do vì sao năm nay An Phương được đi khám đó là bởi vì An Phương nghĩ là mình nên thôi mọi người. Năm nay An Phương làm việc nhiều quá luôn á, và thiệt nó ảnh hưởng tới sức khỏe của mình nhiều. An Phương nghĩ là như vậy, chỉ là hiện tại mình còn trẻ cho nên là mình chưa có thể cảm nhận được cái sự đi xuống cơ thể thôi. Nhưng mà mình vẫn nên, mình kiếm nhiều tiền để làm gì trong lúc mà sức khỏe nó không có được tốt để mà xài số tiền đó thì cũng vậy thôi. Nên An Phương chỉ nghĩ là ok, để đến lúc mà mình cần phải đi xem là cơ thể mình có bị gì không thì hên. Hiện tại là không có vấn đề gì hết ngoại trừ việc lúc mà khám tai mũi họng, An Phương có nói mọi người là An Phương bị chẩn đoán là có sự viêm amidan nhẹ, sự viêm xoang nhẹ và sự viêm mũi dưỡng nhẹ. Thì An Phương nghĩ chắc là do An Phương vừa đi Hà Nội về trời lạnh đó, cái xong rồi An Phương bị sụt xịt đó. Nhưng mà bác sĩ cũng khuyên là An Phương đừng nên uống đá nữa, thì An Phương cũng kiểu ai da, cái này khó nha, ăn uống có thể thay đổi nha, tập thể dục có thể tập nhiều hơn nha, nhưng mà ngưng uống đá thực sự đối với An Phương là một cái sự gọi là nó khó hay. Bởi vì An Phương kiểu chắc người miền Nam á quen uống đá rồi mọi người, lúc này An Phương đi làm uống bình trà thế này mà có rất là nhiều đá bên trong.
Nhưng mà thôi được rồi, em cũng sẽ thay đổi để mà lỡ cái đường hô hấp bị gì thì cũng phiền. Có một cái điều mà Phương dạy ra ngày hôm nay đó là ở phòng khám Vinmec đấy, em Phương thấy không có nhiều bạn trẻ tuổi như mình. Em Phương thấy tại là mấy anh chị lớn được công ty cho đi khám á, hoặc là những cô chú, thì cái điều này cũng dễ hiểu thôi, bởi vì em Phương nhiều năm trước cũng vậy, em Phương không quan tâm, không bao giờ đi khám đâu, sẽ không bao giờ thấy em xuất hiện tại bệnh viện. Nhưng mà thiệt, nếu mà các bạn có điều kiện và các bạn có thời gian thì em Phương nghĩ là cứ nên check up ít nhất là mỗi năm một lần đi. Chứ đọc báo chí xong rồi thấy những cái tác động từ bên ngoài môi trường hiện giờ nó quá ghê, cái xong rồi lối sống nó cũng quá ghê nữa, ai mới được đụng có lỡ có chuyện gì đúng không mọi người. Cho nên thôi, tốt nhất là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Đang đi khám sức khỏe lần nào chưa? Chưa. Em định đi không? Không. Tại sao? Đã, em biết thì em chỉ có một bệnh thôi. Bệnh gì á? Bệnh mập. Vậy là mày cùng bệnh với anh Nam. Anh Nam là người đi khám ra bệnh gì? Anh chẳng là bệnh gì cả, ngoài chỉ việc là hình như máu của anh nhiều hơn người bình thường. Khoa học, y học, nó gọi là hồng cầu nhỏ. Tức là hồng cầu của anh nhiều hơn người bình thường gấp 3 lần, nhưng mà cái thể tích của hồng cầu là nhỏ hơn. Bệnh này là một bệnh tương đối là phổ biến. Nó sẽ không ảnh hưởng đến mình bây giờ, mà nó sẽ ảnh hưởng đến đời con của mình. Ví dụ như là nếu như anh cưới một người mà cũng có bệnh tương tự, thì sau này con của anh sẽ có vấn đề gì đến về máu. Còn nếu mà anh cưới một người mà máu bình thường ấy, thì không vấn đề gì xảy ra cả. Ừ. Thì so far em xét nghiệm máu bình thường mà. Mệt mỏi nhiều. Chiều nay thì em Phương có lịch đi nặng mụn. Em Phương cũng muốn đưa anh Nam đi nặng mụn của mình, nhưng mà anh Nam mới nhớ ra là tối nay anh Nam có một cái gì, anh thôi đi. Thế là anh Nam sẽ đi và anh Nam sẽ bỏ đi nặng mụn của mình. Just Spa là cái địa chỉ mà An Phương có khoe trong video đầu năm 2019 của mình, cái video makeover mọi người, thì anh chị An Phương vẫn nặng mụn Just Spa. Ở đây thì An Phương thấy nặng mụn được một cái rất là sạch, kiểu như là nhân mụn có 2-3 nốt nhân trên một cái mụn, thì ở đây mọi người sẽ lấy hết cho mình, cho nên là đảm bảo sau khi mà lấy mụn về cái phần mụn nó không bị sưng, không bị viêm. Cái xong rồi ở đây An Phương thấy là nặng mụn ngày 1 thì ngày 2 là An Phương make up được rồi. Tốt nhất là không nên make up sau khi nặng, nhưng mà do lịch của em Phương cũng cần đẹp quá cho nên là em make up cũng nhiều. Thì nặng thường xuyên thì nó cũng giúp cho mặt của em Phương sạch hơn nè. Và không biết mọi người thế nào, nhưng mà em Phương thì chỉ chủ yếu là bị mụn nội tiết ở dưới cằm thôi. Giá tiền thì ở đây em Phương thấy một liệu trình em Phương làm kiểu phun oxy cho da xong rồi nặng mụn này nọ là khoảng gần 1 triệu, thì cô thấy là cũng hợp lý, bởi vì mình thấy nặng mụn rất là sạch, cái xong rồi làm xong á da của mình nó còn bóng rất là đẹp. Cho nên là nếu các bạn có thời gian thì cô nghĩ là nên đi nặng mụn theo một cái liệu trình nhất định, theo một cái lộ trình nhất định, đỡ mụn hơn hẳn luôn á. Cái áo này hôm nay quá xuất sắc luôn các bạn, nó khiến cái đầu quay cô nhỏ lại, vì cái vai này quá to, vai thật quay cô ở đây nè, kêu xong rồi cầu vai áo tới đây, thế là khi mặt của mình nhỏ lại cái xong rồi kiểu đồ của mình rất là hợp với cái background ở đây được chứ. Lên thớt. Làm sạch da các kiểu rồi, bây giờ tụi mình sẽ nặng mụn. Có một cái sự thay đổi trong cái mặt, đó là ngày hôm nay thì em Phương sẽ nặng từ chỗ này lên thôi. Còn ở dưới này thì do tí hơi peel á, thì mấy ngày sau quay lại rồi sẽ nặng cái phần peel dưới này, bởi vì peel nó sẽ làm khô. Mấy cái mụn như này á thì đợi mấy ngày sau đi lấy một lần luôn. Đó. Mà vì không có lấy dưới này cho nên em Phương nghĩ là hôm nay cũng không đau lắm đâu, đúng không chế? Nó sẽ bớt đau hơn. Nó sẽ bớt đau hơn. Nói về cái chuyện nặng mụn đau hay không thì tùy mỗi người nha. Kiểu em cũng không dám nói là chỗ này nặng mụn đau hay không, tùy cái sức chịu đựng của các bạn thôi. Như bản thân em là đứa không chịu đau được giỏi, cho nên là chỉ có hét lên là nhanh. Bên em nặng mụn bằng tay với bằng tăm bông á, mụn nào sâu á thì em sẽ nặng bằng tăm bông. Em Phương thấy ở đây á, nặng mụn xong thì không bị bầm nữa. Tại vì mình cái lực tay của mình á, nó không có để lại bầm như nặng cây. Nặng cây đau hoài. Xong rồi về bị khoanh tròn 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 lên mặt. 20 minutes later. Xem con này là một bé. Dạ. Không có nặng được ấy. Đúng rồi. Cũng không nhiều lắm chứ. Dạ đúng rồi. Giảm nhiều. Meanwhile. Nhiều lắm. Em Phương sẽ kết vlog này cũng là vlog cuối cùng của năm 2020 bằng những hình ảnh đắp mặt nạ rất là phê của mình. Năm vừa rồi thì chắc chắn không phải là một năm quá tốt đẹp, nhưng mà em Phương vui vì tụi mình vẫn luôn đi cùng nhau. Mong là năm sau xong rồi nhiều năm nữa thì tình cảm này vẫn như vậy. Giữ gìn sức khỏe mọi người nha, và chúc các bạn có một năm mới tốt lành. Bây giờ thì bye bye. Nhớ lại video.